Nói về chủ nghĩa khắc kỷ đó thì họ sẽ có những cái quan niệm, họ khắc kỷ để làm gì, họ khắc kỷ để làm gì, họ không có cái đích đến đó, họ họ khắc kỷ để mà họ đạt đến cái cuộc sống đó mà như họ mong muốn thôi, thì nó cũng chỉ là thỏa mãn cái mong muốn của họ thôi, họ vẫn dính vô trong cái kiến chấp đó, kiến thủ ở trong đó cho rằng cái đó của mình đó là đúng. Đâu phải là mình khắc kỷ đó để mà mình đạt được điều đó đâu, cái đó là vô lý. Cho nên á, nếu như á, mà mình không có cái đích đến á, mà nó tối hậu hơn, mà mình dính vô trong những cái đích đến á, mà nó có cái tính chất tức thời hơn, tức là phương tiện hơn chứ không phải cứu cánh á, thì những cái hệ thống mình thực hành á, nó cũng sẽ đi theo các cái phương tiện đó chứ không đi đến cái cứu cánh, không đi đến cái cứu cánh được. Dĩ nhiên trong trường phái khắc kỷ đó thì cũng có ông nọ bà kia, có người quan niệm này, có người quan niệm khác, nhưng mà tự trung lại tất cả những quan niệm đó, tức là giống như người ta quan niệm về sung sướng, sống là phải biết hưởng thụ, thì bây giờ khắc kỷ đó, sống là phải biết tiết độ lại, giảm bớt những cái dục vọng của mình lại, thì đó là hai cái hướng đối nghịch của cái mặt đồng tiền thôi. Một cái mặt đồng tiền bên đây nó đúng, về mặt đồng tiền bên kia nó đúng, không phải. Và đó là một cái con đường trung đạo trung dung, theo cái con đường của Đông Phương đó, tức là cái con đường trung trung dung trung đạo, nhưng mà phải phải hiểu nó nữa chứ không phải mình nói đó trung dung trung đạo cái là nó đạt được. Thật thử ra đó khắc kỷ thì nó chỉ có cái bên ngoài của nó thôi, chứ mà bên trong của nó đó thì chưa chưa ổn. Hoặc cái bên ngoài đó tốt không tốt, chứ có những cái bên ngoài đó nó tốt thì mình lượm những cái bên ngoài đó để mình học cho mình, nhưng mà cái bên trong của mình đó mình cũng phải xịn nữa, thì coi như đó mình ổn hết, đầy đủ hết trong ngoài luôn. Nhiều người hồi nay cho rằng đó để tìm kiếm chân lý chỉ cần khoa học, không cần đến triết học vì nó đã lỗi thời, không phải quan tâm nữa, thì nghĩ sao? Nếu như á, mình nói đó nó lỗi thời đó thì lỗi cái thời nào? Vậy thì cái con người sống trên trái đất này cũng lỗi thời rồi, cái mặt trời cũng lỗi thời rồi, cái trái đất này cũng lỗi thời rồi. Không phải, những người đó là ngạo mạn ha. Khi một ngày mà ta đó còn uống cái ngụm nước ở trên cái trái đất này thì ta phải biết hàm ơn nó, chứ không phải đó là ta nói nó lỗi thời, nó xa rồi, nó xưa. Cái cần thiết cái gì, cái đúng cái tốt là ta gìn giữ, chứ không phải là cái hiện đại. Hiện tại mà nó hại điện thì mình gìn giữ làm gì, mình phải sửa đổi chứ, mình phải sửa đổi cho nó đúng, cho nó tốt. Thành ra đó khi một người lấy cái mốt hiện đại để gắn lên cái gọi là triết học hay cái gọi là khoa học, cái đó là cái tư duy con nít, tư duy trẻ con, tư duy trẻ thơ, chứ chưa có phải là cái người trưởng thành. Cái người trưởng thành họ không có tư duy cái lối đó, không lấy một cái tính chất mà nó nhảm nhí đó làm cái yếu tính trọng quan trọng để xem xét vấn đề, không có. Chỉ có con nít đó, nó thích cái gì đó mà mới mới, cái gì cũ nó chán, nít nó chán cái cũ đó thì nó mới đi theo hướng đó thôi. Hai người có hiểu biết thì không bao giờ họ đi theo cái đường đó. Mà cái chi đó mà sai đó, họ chứng minh bài đàng hoàng, chứ không phải là họ 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 cảm tính đó họ nói như vậy, không hề có. Ngay trong khoa học cũng vậy nữa, chứ là nếu mà cái người mà họ phát biểu như vậy, cái dân đó không có một miếng khoa học nào hết á. Cái người mà làm khoa học không bao giờ họ phát biểu như vậy hết. Vì sao vậy? Họ muốn phát biểu như vậy, họ phải đi chứng minh, họ làm nghiên cứu đàng hoàng, họ chứng minh khoa học bây giờ nó bị lỗi thời. Đó là một cái mệnh đề họ phải chứng minh. Bây giờ họ hoàn thành một cái đề tài nghiên cứu chứng minh tính lỗi thời của triết học thì họ mới có thể công bố lên đó một cái sự khẳng định là triết học đã lỗi thời. Nó đứng nhìn nhìn của nói đại tâm sam cứu đế hả? Cái đó là con nít thôi, không có phải người lớn, nghe không, phải cái người đã trưởng thành. Cho nên đó, mình cũng đừng có bận tâm đó với mấy đứa con nít như vậy. Mình bận tâm với mấy đứa con nít như vậy nó mệt mỏi lắm. Đời nay con nít nó nhiều mà người trưởng thành thì nó ít. À, cho nên thôi thông cảm. Mình cũng câu câu giờ tí đó để mà chờ cho có ai chim không ha. Thì quý vị cứ gửi thêm các câu hỏi đó mà mình quan tâm đó. Tuần á mình mới gặp nhau được một lần trong cái tiết triết học. Đó. Cho nên đó quý vị có những cái thắc mắc thì quý vị cứ hỏi lên.
Đôi khi nhớ lại một số chuyện đã làm sai trong quá khứ đó khiến mình hối hận. Điều này có thể xem là sự đã rồi, vậy sự hối hận đó là tính có tính là sự giả dối của mình không? Khi mà mình nhớ về cái quá khứ mình hối hận đó, mình hối hận đó, cái đó là sự ngu dốt của mình chứ không phải là giả dối, đó là sự ngu dốt. Khi mà mình nhớ về quá khứ mình có cái sai đó mà mình biết rõ nó là cái sai, mình biết sợ cái sai thì nó gọi là liêm sĩ, nó gọi là liêm sĩ, mà trong Phật học gọi nó là tàm quý. Mình nghĩ về cái sai mà mình đã từng làm, mình biết cái đó sai, biết cái đó sai và mình không bao giờ lặp lại cái sai đó nữa. Mình biết ghê sợ cái sai cái xấu đó thì nó là cái liêm sĩ, cái tàm quý. Mà mình nghĩ về cái sai của mình hồi xưa mình cắn rứt, mình cắn rứt, mình hối hận, mình giò đầu bứt tóc nọ kia có cái kiểu cái đó là mình ngu dốt. Mình làm điều đó đâu có ích lợi vậy đó, không hề có một sự ích lợi nào. Nhưng lúc bấy giờ cái tâm thức của mình hay là cái tinh thần của mình rớt vào trạng thái tiêu cực, hà rớt vào trạng thái tiêu cực, vậy thì mình làm điều đó để làm gì? Không ích lợi. Mà nếu mà nói góc độ Phật học đó là tâm nó trạng thái rớt vào trong trạng thái bất thiện, tâm rớt vào trạng thái bất thiện, mà tâm rớt vào trạng thái bất thiện này nó sanh ra cái quả bất thiện của nó, hàm vô ích, cực kỳ vô ích, không ích lợi gì cả. Do đó mà Đức Phật có dạy là gì? Quá khứ không tri tầm, quá khứ không tri tầm là cái chỗ này nè. Tức là mình nghĩ về những cái điều đó bất toại nơi quá khứ của mình, cắn rứt, mình hối hận rồi nó kia, đau khổ buồn rồi đó, thì không nên, không cần thiết, cho nên quá khứ không tri tầm mình cái đó đó, nó như vậy đó nha. Nó trả lời cho bé hai rồi rồi xong cái tới bé ba, mốt 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 ngủ thêm đứa bé tư nữa đi cho nó dễ thương. Cái bên mình chuyển hết lại bé ký à, okay. Ký hành trường hành bé ký rồi bé tăng rồi bé tốt nguyên quy vô trường tạo sao sao nhìn ai cũng bé không vậy ta. Cái có cái đứa nó tên bự đó, cái nó vô nó trở thành bé bự. Nào học hành thành tài rồi mới kêu hình lớn ha. Nên đó, ai có thắc mắc gì đó thì cứ hỏi ha, về triết học cũng được, tâm lý cũng được, rồi về cái giống gì cũng được. Mình cho cho khoảng 4-5 phút nữa đó để mà các bạn hỏi, là chờ đợi luôn. Tết tỉnh chưa con? Tết có tỉnh không? Tết có quéo chưa? Hơi đau đầu rồi hả? Trời đất ơi, thương không? Chết rồi, con đau đầu làm sao con vô triết học nổi con. Cố gắng lên nghe. Nói về việc không sát sanh à, đọc xíu. Ok cô Đào, rồi muốn nói về cái gì? Cái sự không có sát sanh á. Hiểu như thế nào? Tức là không có làm tổn hại đến mạng sống của tất cả sinh vật xung quanh mình. Tức là mình có cái mà về Việt Nam mình hay nói cái câu rất là hay đó là ông trời có đức hiếu sinh đó. Quý vị nhớ biết cái câu đó không? À, rất là hay, là nó có cái nguồn gốc từ trong Phật học đó, nhưng mà
ra cái đời sống bình dân á, cái người ta đâu có biết gì đâu, người ta nói vậy thôi à. Cái đức hiếu sinh đó là cái gì vậy? À, tức là cái sự bảo vệ mạng sống của những chúng sanh xung quanh mình. Ở cái góc nhìn của Phật học là nó công bằng tuyệt đối. Nó công bằng tuyệt đối là ở chỗ nào? Mình muốn sống không? Muốn. Tất cả những sinh vật xung quanh mình cũng muốn sống. Mình có đau không? Có cái đau khổ, có cái khổ không? Có. Các bạn xung quanh mình đó, các bạn sinh vật xung quanh mình cũng có cái đau, cái khổ y hệt mình vậy đó. Nó y hệt như như mình luôn. Vậy thì mình lấy cái quyền gì để mình tước đoạt mạng sống của những chúng sanh hữu tình xung quanh mình? Hóa ra là mình lấy cái sức mạnh, cho nên mình tước đoạt mạng sống nó thôi. Cũng giống như con sư tử, nó dùng sức mạnh để nó tước đoạt mạng sống của mình, để mà nó nuôi nuôi bản thân nó. Thì mình đó có khác chi cái loài sư tử, cọp, gấu, beo, hùm đó đâu. Cũng là một cái loài thú vật thôi. Vậy thì khi mà con người đó khác cái loài thú vật ở chỗ là nó có suy xét, nó có lựa chọn. Nó có suy xét, nó có lựa chọn. Thành thử ra đó, nó không làm như thể một con thú làm, mà nó làm như thể một con người làm. Do đó nó biết tôn trọng sự sống của tất cả những sinh vật xung quanh nó. Vì vậy mà nó không có giết hại, nó không làm tổn hại đến tất cả những sinh vật xung quanh. Đó là nó có góc độ bản thể. Nhưng mà đó, ở cái góc độ xã hội ha, thì khi mà mình biết tôn trọng mạng sống của những chúng sanh xung quanh mình thì sao? Thì mình gìn giữ được cái môi sinh, cái môi trường đó nó không bị phá hoại. Khi mà mình không có cái sự gìn giữ cái môi sinh á, cái môi trường xung quanh mình á, thì mình sẽ chết trong cái môi trường đó. Mình sẽ chết trong môi trường đó. Tất cả những cái bệnh nó vừa phát sinh ra, tất cả những cái thiên tai, lũ lụt nó được phát sinh ra do đâu? Sự mất cân bằng trong quần xã, quần thể. Mà cái này đó thì quý vị biết rồi. Cái này quý vị biết rồi. Do đó để bảo vệ cái quyền lực của con người đó, thì họ nghĩ rằng con người có thể giết hết tất cả những chúng sanh xung quanh mình để mà phục vụ cho cái cuộc sống của mình. Thì cái điều đó là sai. Điều đó là sai. À. Và cái này có thể thay đổi trên toàn thế giới không? Không. Cái này mà đâu có cần phải làm cái chuyện đó đâu. Có nhiều người đó họ đặt ra cái này đó. Nhưng mà tôi không giết thì người ta cũng giết cả. Đây đó, họ nói vậy đó. Thì ủa, ai giết thì kệ người ta chứ. Cái điều tốt mình làm chứ không phải vì ta phạm pháp cái mình đi phạm pháp à. Đâu phải. À, điều gì cần làm mình làm thôi. Rồi đó có người ta sẽ nói đó. Là mày không có giết mà mày ăn đó thì cũng có người khác giết. Thì đứa nào ngu đứa đó chịu chứ. Chứ đứa nào ngu đứa đó chịu chứ. Chứ sao mà đổ thừa được. Đổ thừa tại vì mày ăn đó tao mới giết đó. Thì đứa nào giết. À, đứa nào giết thì đứa đó bị nghiệp chứ. À, đứa đó nghiệp quật nó chứ. Cho nên thành thử ra đó có những cái ngụy biện đó để mà gàn buộc người ta vô trong cái dòng lẫn quẩn nhưng mà nó chỉ là sự ngụy biện thôi chứ nó không phải là cái sự chân thật. Do đó đó mình nắm được hết tất cả sự ngụy biện là mình bung ra. Khi mua thịt cá ngoài chợ đó, tiếp tay hả, không có tiếp tay tiếp chân gì hết á. Mình mua cái gì mình biết rõ, mình mua cái cục đó đó nó chết chưa hay nó còn sống. Mình mua con cá, nó về nó dãy đành đạch, rồi mình đập đầu nó cái bạch, cái mình ăn nó. Cái đó là mình mới là cái sát sanh đó. Còn mình ra đó, mình mua cá đó, rồi mua về mua lựa, mình lựa con cá nó đã chết rồi. Nó đã chết rồi, tức là nó không còn sanh mạng. Nó không còn sanh mạng nữa, nó chỉ là cái cục sắc pháp, cục thịt thôi. Không có thọ dụng thì nó cũng thúi, nó cũng hư à. Nó không có còn sự sống, nó không còn đau nữa, nó không còn khổ nữa. Nó đâu có cái danh pháp đâu, nó đâu có cái tâm đâu mà nó đau nó khổ nữa. Thì cái đó nó không có dính dáng gì tới cái chuyện đó mà sát sanh hết. Không dính dáng gì tới cái chuyện sát sanh hết. Rồi cái đứa nào á mà nó mua sanh bán tử đó thì nghiệp nó chịu. Nghiệp nó chịu. Chứ đâu có phải nói là tại vì bà du mua cho nên tôi mới bán ra. Rồi đứa nào lấy tiền? Không, đứa nào lấy tiền? Đứa nào lấy tiền đứa đó chịu chứ. Mà la cái gì? Đấy, cho nên đó, nó hay nó đổ vậy đó. Nó trước tội đó thì ai cũng đổ thừa qua lại vậy đó. Nhưng mà xin thưa cái quy luật á, về nghiệp báo nó không có đổ. Ha, nó không có cái vụ mà nó đổ người này đồ kia chứ. Dính là chết à. Dính là chết à. Nó vậy đó. Thành thử ra đó mình cẩn thận. Mình cẩn thận.
Ừ. Rồi mới bị mấy bạn mới bắt đầu học nhiều thời gian đầu dễ bị si chết âm thầm mà không hay. À, đúng rồi, hồi nãy có nói bên lớp kia nữa đó. À, bạn con nó bảo là nó học từ cái sai thấy dễ hơn, kiểu nó là cảnh lớn đặng vô ấn tượng mạnh chứ cái đúng tốt ban đầu đưa ra. À, nó thấy khó vô, kiểu phải trải nghiệm. Cái đó tùy vấn đề. Sai đó là sai sao mới được. Sai sao mới được. Thí dụ như đó, mà hay hay nói đó là 3, 3 cộng 3 bằng 5 đó. Cái đó đó là sai đó. Cho nên mà sai để nhớ đó. Thì cái đó được. Đúng không? Nhưng mà thí dụ như đó, nó phải để mà cảm nghiệm được cái khổ đó, nó phải bán nhà bán cửa hết vậy đó, để đi ra ngồi ngoài đầu chợ như con chó ghẻ vậy đó, để nó cảm nhận cái khổ của cuộc đời này, thì cái đó là cực đoan hay, thì cái đó là cực đoan. Thành thử ra đó phải coi cái đó là cái gì nữa thì mới xét đoán được đó là thứ đó nó ích lợi hay là nó bất lợi. Ừ, được chưa? Ồ, cơ thể nó không có nghe lời hả? Chứ vô thường mà, có vô thường mà đó, nó đâu phải của mình đâu. Nếu mà của mình thì nó phải nghe lời mình chứ, còn ta chiên ta thì nghe tiếng ta đó, nó đâu phải của mình đâu, nó đâu có nghe mình đâu. À, mình kêu đó mày ngoan đi để tao học nè, không cái đầu nó cứ tưng 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 vậy đó. Cái đầu nó tưng 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 bánh vậy đó, một hồi nó nghe hồi là cái nó xỉu bánh luôn đi. Thì đó, nó đâu phải của mình đâu, à, mình mượn nó thôi, mình mượn nó thôi, mình làm quá là nó biểu tình á, hay làm quá nó biểu tình á, nó vậy đó, thấy không? Vậy với người suốt ngày lo nghĩ chuyện tương lai, lên kế hoạch lo cho người này, nghĩ cho người kia, thì họ cũng đang ở trong trạng thái bất thiện. Tâm lúc đó suy đâu phải. Họ 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 đang làm cái gì? Trong khi đó, họ suốt ngày họ lo nghĩ chuyện tương lai, tức là họ không có làm việc. Chứ cả cái đứa nó xạo đó, con hiểu không? Mấy cái đứa mà nó mơ tưởng hão huyền, nó xạo xạo này vậy đó. Thế là nó làm gì? Trời, lên kế hoạch nghe, kế hoạch đó. Có làm chưa? Chưa. Kế hoạch tháng trước làm chưa? Chưa luôn, qua mẹ luôn kế hoạch đó rồi. À, cái đó đó, à, cái đó là nó đang xạo đó, không nó đang đang trốn tránh đó. Chứ đâu phải lo tương lai gì đâu. Ủa đó mà lo tương lai cái gì, tai ương đến với nó chứ mà tương lai cái gì, hiểu không? À, có người đó mà ta thiệt sự ta lo cho tương lai, người ta sống có kế hoạch đó là người ta đang làm cái kế hoạch người ta, chứ không phải lúc nào đó ngày 24 giờ ngồi lên kế hoạch không mà quay qua không có làm gì, không phải. Nhớ nghe. Người ta cũng thường nói lại là dựa vào đâu mà bạn chắc mấy cái sinh vật khác cần sống như như bạn. Ủa, cái này là ai có mắt thì thấy, đuôi cũng thấy được nữa, tại vì đuôi đó cũng nghe những người xung quanh mình kể đó, đàn kiến nó đi, kiến nó cũng chào nhau nữa, nó cũng cọ cái râu nó chào nhau nữa. Kiến nó mà ở dưới thấp đó chuẩn bị mưa nước ngập, nó cũng phải bò lên cao nó trốn nữa, sao nó ở dưới thấp nó ngập cho chết chết một tổ nó luôn cho gầu đi, đâu có, nó bò lên nó trốn nữa đó. Rồi con chó mẹ đó, nó đẻ con chó con rồi đó, cái râu nó cũng có chăm sóc, nó cũng bảo vệ nữa. Nó gặp người lạ sao nó cũng sủa nữa, ai mà lại gần nó tấn công nữa, nó cắn nữa. Trời ơi, bao nhiêu trong đời cái người mà không có thấy được cái đó nó còn thua súc vật nữa. Thành ra nó không thấy được súc vật nó có thể hiện được những cái điều đó. Ôi, thật là sai trái. Thật là sai trái. Hành thử ra đó, nếu mà mình nhìn một cách hết sức là cơ bản thôi, bạn có con mắt thấy thường mình cũng thấy được. Nó đau, nó biết đau không? Bữa nào về bắt con gà nhổ cái lông nó thử coi, nó mổ cho thấy mộ nội luôn. Không, nó đau chứ. À, mình nhổ cái lông nó đau chứ. Vậy đó, mình chơi mình đè một cái cần cổ người ta ra, cái mình cắt cần cổ người ta. Cái mình nói trời ơi, nó không biết cái gì đâu. Cái dòng thứ mà nó đè người ta nó cắt cổ nó mới không biết gì á, chứ mà nó cái con gà mà nó biết nó đưa mày đưa cần cổ đây tao cắt mày thử coi mày biết không. Thế đó mình á, mình đó người ta không có nói được cái tiếng của mình á, cái mình muốn làm gì làm mà. Cũng giống như đó, nay mình bắt được cái người phi châu nào đó đó, cái mình cắt cổ người ta mình ăn thịt, cái mình nói ô người ta nói đâu có biết rồi đâu, nó nói cái đó mình đâu có hiểu. Trời ơi, chớ gì kỳ vậy, nó đâu có được không. Bảo tồn mạng. Ý mình ngu muốn làm gì làm hả? Đâu được. Mình phải suy lý chứ. Mình có cái sự suy xét đó. Tại vì mình con người,
mà con người mình có trí tuệ, mình có hiểu biết, mình khác các loài đó. Mấy cái loài đó nó không có trí tuệ, nó không có loài trí tuệ, nó coi nó trí tuệ là nó đè cần cổ mình ra nó cắt rồi chứ giỡn. Mà tại vì nó ngu do cái nghiệp bất thiện của nó, nó làm á, mà nay đó mình không biết mình làm, sau này đó mình bị cắt như vậy cho vừa. Người mà kêu đó. Ủa tức là chi? Tức là cái người mà họ đó đã như vậy, họ bị cùng đường đó con. Họ bị cùng đường đó. Nhưng mà mình nên nhớ đó, mình đừng có dí chó tới đường cùng. Mình đừng có dí chó tới đường cùng. Tại sao vậy? Dí chó tới đường cùng nó cắn mình, nó cắn mình. Cho nên thành ra đó, với những cái lỗi đó đó, mình đừng có dí tới đường cùng. Mình dí cho thôi, mình thấy nó bắt đầu nó sù lông nhím rồi, thôi mình đi, mình đi thôi. Chứ đừng có đứng đó mà cả đã cẩu bổn pháp một cái nghe, nó cắn mình chết. Phải phải suy xét, phải suy xét đó cái sự hợp lý. Chứ không á, không thôi đó, mình cứ sống theo cái thói quen của mình không à. Nghĩ mình là cái người tiến hóa nhất ha. Nói lời lời kia sanh ra chỉ để phục vụ con người thôi. Thì có chứ. có cái đó đó, có cái đó chị hỏi chứ ai 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 quan niệm đó cũng có người nó tự hỏi quan niệm vậy thôi đó chứ. Thì tại sao con người làm được điều đó, thì con người có cái trí thông minh, con người có trí tuệ. Nhưng mà con người có trí tuệ không dùng nó dùng một cách có ích lợi thì sẽ dùng nó vào trong sự bất lợi. Cái điều đó là cái điều hiển nhiên này. Vì con người có trí tuệ cho nên thành ra con người có quyền tự do lựa chọn những hành động của mình. Vì vậy thì nó lựa chọn cái hành động nào nó phải đạt đến được cái kết quả của nó chứ. Vậy thì nếu như nó lựa chọn cái hành động đó thì nó phải chấp nhận những kết quả đạt đến đối với nó. Thành thứ ra đó, bởi vì cái ngành đó, cái ngành y sinh đó, nó phát triển. Cái ngành y sinh nó phát triển cho nên bây giờ nó bệnh cỡ đó đó. Cho nên cái loài người bây giờ đó nó sắp đứng trên cái bờ vực tuyệt chủng đó, tại vì đó mà con virus nào vô đó mình cũng chết được chứ. Chứ mình quá yếu, mình mất hết cái sức đề kháng cơ bản rồi. Trong khi đó quý vị thấy những cái loài khác xung quanh mình này, cái sức đề kháng nó kinh khiếp luôn. Tôi đơn cử như là cái loài dơi chẳng hạn. Quý vị biết cái loài dơi không? Ở trên cái loài dơi nó sống biết bao nhiêu là các hàng hà sa số, các vi khuẩn virus gì tá lả mình, nó có chết đâu. Mình ta nói con Covid vô cái ta nó quéo toàn nhân loại. Chứ là chi sự phát triển lên nó làm cho các cả những cái yếu tính mà miễn dịch tự nhiên của mình đó nó bị mất đi. Nó bị mất đi. mình sử dụng cái sự khôn ngoan của mình đó nó không có ích lợi. Đó là cái chỗ mà mình phải thấy ra, phải suy xét ra. Mà ở bên những cái lớp bên kia nãy đó tôi cũng có nói cái chỗ đó. Khi mà người ta không có cái trí tuệ nó đúng đắn hiểu biết thì người ta làm theo cái thói quen, người ta dẫn đến cái gì? Mất cân bằng hệ sinh thái. Mất cân bằng hệ sinh thái thì dẫn đến cái gì? Bệnh dịch, chiến tranh, thiên tai, lũ lụt. Cái chuyện đó là hiện mà hiển hiển nhiên à, nó sẽ phải thấy tới nó vậy đó. Và hỏi chứ làm sao để nó cân bằng? Xin thưa không bao giờ có. Đó cái đó cũng đó trả lời một cách nó rõ ràng và thẳng thắn đó là đừng có ước mơ, toàn cái trái đất này ai cũng đạt được cái chuyện đó, đừng có mơ chuyện đó, dẹp cái đó đi. Ai mơ cái đó đó thì tán đi cái mặt cho tỉnh lại, không có cái chuyện đó đâu. Ai làm được thì nhờ, không làm được thì chịu thôi. Chứ không có cái vụ đó mà làm cho toàn trái đất rồi kia, đừng có anh hùng siêu nhân như vậy, hả không? Không có chuyện đó. Thành ra đó hãy biết lo cho mình chứ, chứ mình đừng có lo cho thiên hạ mà bỏ mình đó. Cái đó là thật là ngu dốt nha. Gọi việc con chó mèo thì không được ăn, nhưng gà vịt là ăn được gì? Gà vịt heo là thực phẩm. Xin bạn bảo vệ chó mèo như vậy. Cái kia thấy nó phi lý à, thấy nó phi lý, nó suy nghĩ một cách nó hết phi lý, hết sức phi lý vậy đó. Bậy. Nó cho nó không có học, nó không có hiểu biết đó. Được chưa? Ok tốt. Mọi người nãy giờ hỏi hăng quá đó, cho nên thành ra đi ra theo các câu hỏi tốt kéo trở về. Không có kéo trở về, nhờ nhờ tốt hình vuông á. Tới tốt mà hình tròn vo luôn là mình đi luôn rồi. Hãy
Tại vì cô My từng chứng kiến những cái người kiểu như vậy đó. Cô My ám ảnh. Hôm trước đó là mình đi tới cái câu đó là những cái bản tính của con người là, nhưng cái bản tính con người là tò mò, muốn tìm hiểu cái lý hành động của mình, cái lý đời sống, đúng không? Ủa chưa share hả? À ok. Để thầy chia sẻ cái màn hình cho quý vị. Rồi. Không thỏa mãn, dừng lại ở cái việc, ở sự việc, người ta còn muốn cắt nghĩa những sự việc đó. À, mình đã tới cắt nghĩa những sự việc đó rồi. Rồi, đúng rồi. Cắt nghĩa những sự việc đó. Rồi, mình đi tiếp. Tại sao biểu lộ ý hướng triết lý của con người? Tại sao biểu hiện biểu lộ ý hướng triết lý của con người? Nhờ óc quan sát. Nhờ óc quan sát. Ý chí muốn tìm hiểu. Ý chí muốn tìm hiểu. Ý chí muốn tìm hiểu. Con người có thể xây một kiến thức ở cấp bậc 2. Con người có thể xây một kiến thức ở cấp bậc 2. Cái kiến thức của con người mô tả. Cái kiến thức của con người mô tả. Ở trên có tính chất thiết thực. Có tính chất thiết thực. Chỉ sống cái lý cuối cùng. Đời mình mà không có thì giờ. Lý cuối cùng đời mình mà không có thì giờ. Mà không có thì giờ. Và phương tiện để ship cái lý đó vào một hệ thống. Ship cái lý đó vào một hệ thống. Cái đoạn tiếp theo. Cái câu hỏi tại sao đó. À, cái câu hỏi tại sao mà con người ta hay đặt ra đó, nó biểu hiện cho cái yếu tính triết lý của con người. À, cái sự hiếu tri về bản chất của thực tại khi mà người ta hỏi về cái sự tại sao đó. Và cái việc quan sát đó và muốn hiểu biết đó, à, hiếu 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 tri đó. Cho nên thành ra con người ta xây dựng được cái hệ thống lý thuyết. À, cái hệ thống lý thuyết. À, cái hệ thống lý thuyết đó đó, à, nó là một cái cấp bậc phi thực tại. Nó đâu phải là thực tại đâu. Cái thực tại là cái bậc nhất thì nó là cái bậc hai. À, cái bậc hai. Tức là cái bậc cao hơn cái so với cái thực tại. À. Ví dụ như tôi nói quý vị đó, mà bây giờ đó người ta muốn biết được đó một cái con số, người ta phải làm sao? Thì người ta phải gọi biến ra. À, người ta gọi đó x. À, người ta tính nó 2 2x. À, ví dụ như người ta tính nó 2 2x trừ trừ 4 bằng 0. Cái người ta muốn biết đây đó là x bằng bao nhiêu. Thì xin thưa quý vị, nó là cái kiến thức ở cấp bậc thứ hai rồi. Nó không phải là kiến thức thực tế nữa. À, quý vị kịp cái đó không? Cái kiến thức thực tế đó là cái bài toán mà gắn vô. À,
là khi đó mà lấy cái con số số táo của bạn này đem cộng với số táo của bạn kia với số lượng giống nhau rồi bớt đi bốn quả người ta được cái gì đó dần dần. Cái đó là bài toán thực tế. Nhưng mà ở đây đó người ta đã lên tới cái mức độ trừu tượng cấp cao hơn, tức là người ta bỏ đi cái biến số thực tế đó rồi, người ta đi vô trong cái bản chất lý thuyết thuần túy của nó. Thì lúc này nó ra một cái phương trình là 2x trừ 4 giải mọi bài toán, chứ không phải chỉ bài toán táo không ha, rồi về chia xoài cũng được, rồi mình về chia chồng chia vợ đó cũng được, cái không cần phải chia táo nữa. À thì đó lại kiến thức nó bắt đầu nó cao hơn. À ừ, tính chất thiết thực. À, hay kỳ ha, kiểu hay vậy. À, thì cái đó đó là cái sự mà khái quát. Đó là cái sự khái quát lên, được chưa? Khái quát lên tức là bỏ đi các cái yếu tính thực tế đó, à, bỏ đi các cái đơn vị đo để mà đi vô cái bản chất sâu xa bên trong hơn, nó có tính chính xác hơn nhiều. Những ý tưởng, ừ được được chứ 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 kìa, những cái ý tưởng đó mà các ý tưởng của các triết gia về cái sự vận hành nọ kia rồi đó, nó là những cái ý tưởng bậc hai hết á, nó đâu có phải nằm ở trong cái thế thượng đâu. Thí dụ như cái tư duy của Kant về siêu hình đạo đức đó, cái tư duy của Kant về siêu hình đạo đức đó, cái đó nó đâu có phải nó nằm ở trong thực tế đâu. Ông suy lý, ông suy lý, ông tìm ra đó, thì cái đó đó là cái kiến thức ở cấp độ thứ hai rồi chứ không phải cái cấp một nữa đó. Rồi những cái quan niệm về biện chứng, cái quan niệm về biện chứng đó thì nó cũng như vậy. Ở đây người ta chỉ nói cái tới bậc 2 thôi. Đây ta nói bậc 2, có bậc 3 không? Có bậc 3 chứ. Có bậc 3 chứ. Bậc 3 là phải vô siêu lý học. Ha, bậc 3 là phải vô siêu lý học. Vô cái tính hệ thống của nó. Mà nó phải đúng trên hệ thống của nó luôn, chứ không phải chỉ đúng trên lẩm chởm vài ba cái vụn vặt. Mà ở dưới này ông có nói đó, tiếc là con người ta không sắp xếp nó thành một cái hệ thống. Tại giờ sao? Hết thì giờ rồi. Hết thì giờ, đâu có thì giờ nó đâu có được mấy cái lý cuồn rồi xài trong đời này thôi. Tôi làm gì là cũng có cái lý của tôi nghe. Đó, cái lý đó là gì? Đó, cái lý cuồn. Cái lý cuồn không có tính hệ thống. À, sao vậy, xong có tính hệ thống? Hết giờ rồi. Có sắp xếp gì được vô hệ thống đâu, quay qua quay lại cái guỗi đời rồi. Nhanh quá. Cuộc đời nhanh quá, không có kịp đó. Cái hết rồi. À, cho nên thành ra đó, quý vị nay rồi quý vị đi học không à, là quý vị có cái lý có tính hệ thống hết rồi đó, không có bị cồn ha. Ừ, nên vui đi, mà mình tốt hết nhức đầu nên vui, mình hết cồn rồi. Ừ, còn không đó là chỉ sống với cái lý đó, à, cuối cùng của cái đời mình thôi. Ừ, mà cái lý đó có chắc là ráp vô được hệ thống không? Lỡ người ta có cái lý tào lao sao? Cái tào lao cái đâu gọi là cái lý. Cái tào lao thì không gọi cái lý nữa đó con. Mà khi mình gọi nó là cái lý là nó không có tào lao rồi đó. Nghe chưa? À, nhưng mà nó có cái tính là rộng hay là hẹp thôi. Ví dụ như nó rộng thì được, mà nó hẹp thì được, thì không có hệ thống được. Nó vậy đó. Thì nữ ra đó là không phải ở trong đời. Ai? Không phải ở trong đời nha. Ai người ta cũng có cái suy nghĩ. À, ai người ta cũng có cái suy nghĩ là đi tới tận cùng hết. Cái này đó tôi cũng mới phát giác ra gần đây. À, tôi cũng mới phát giác gần đây. Tại vì đó gần đây cái tôi xem một số các cái phim của Âu Mỹ. Cái cách tư duy vấn đề của họ đó khác cực kỳ. Và nó phân lớp người ra khá là cao. Phân lớp người ra khá là cao. Và khi đó mà mình thấy nó có những cái lớp người khác nhau trong cái xã hội đó, cái bắt đầu mình mới vỡ lẽ ra. Ha, mình mới vỡ lẽ ra là ôi cái đời này nó thúi quắc là hiển nhiên là phải vậy thôi, cái đường nào giờ. Tại vì cái lực lượng đó mà họ chỉ đó mà họ muốn họ sanh ra đó, rồi họ sống một cái cuộc sống nè, họ lao lao tác đó để kiếm kiếm cơm rồi nuôi rồi. À, họ đi thỏa mãn cái nhu cầu ăn uống chơi bời ngủ nghỉ tình dục đồ của họ đó, rồi cái họ xong đời thôi, họ họ thích vậy thôi là hết rồi đó, họ không có một cái suy nghĩ gì khác nữa hết đó. Thì hỡi ôi đó, mà cái lực lượng chó trong xã hội mà nó nhiều lên một cái nữa đó thì dẹp luôn đi mấy cái chiếc chiếc thì dẹp luôn đi, nó mà bá chủ thiên hạ rồi là tiêu tùng luôn, nó sẽ dạy ra những người kiểu giống như nó vậy đó.
nó sẽ dạy ra những người kiểu giống như nó vậy. Thì thôi rồi 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 luôn, làm sao được nữa, đúng không? Ừ. À, cho cô cho ví dụ đó, người ta nghĩ là sống á, là phải có nhà cửa, có nhà, có xe, có vợ, có con đồ, sống tới già như vậy thì cái hệ thống như thế nào? Cái đó đó, cái quan niệm đó là liên quan tới nhân sinh quan. Cái đó đấy là nhân sinh quan. Được chưa? Bắt đầu họ xây dựng lên cái quan niệm mà Khổng Khổng Tử xây dựng đó. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đó, Khổng Tử xây dựng nguyên cái học thuyết sẵn cho con luôn đó, từ đâu ra, từ cái con mới vừa hỏi đó. À, sống là phải có danh gì với núi sông. Nguyễn Công Trứ đó, quen không? Chắc quên hết rồi. Làm trai đó, phải là ở trên đời đó. Thành ra ra đó, có hết rồi con ơi, người ta xây dựng đầy luôn chứ không phải là mới gì trơn á, từ những cái điều mà con mới vừa gửi lên đó. Và người ta hệ thống lại thành một cái hệ thống học thuyết, và cái học thuyết đó liên quan tới cái đời sống nhân sinh. Được không, quý vị hiểu chỗ này không? Như vậy để có được cái kiến thức bậc hai đó, phải có óc quan sát, phải có cái tính hiếu tri. Óc quan sát, tính hiếu tri, thì mới bắt đầu xây dựng lên được cái đó. Dĩ nhiên rồi, tùy theo cái mức độ quan sát và mức độ hiếu tri tới đâu, mà người ta đạt thành được tới mức độ nào trong cái sự thiết lập được các hệ thống kiến thức mức hai đó. Thì đứng trước á, một cái vấn đề gì mà nó có tính rộng lớn đó, quý vị phải trừu tượng được nó. Quý vị phải trừu tượng được nó. Nó nằm ở trong cái chỗ nào của cái hệ thống tri thức. Thí dụ như đó, hồi nãy những cái câu hỏi của quý vị đó gửi lên á, là quý vị á, sẽ phải hiểu được nó nằm ở cái chỗ nào trong hệ thống tri thức, và đó chúng ta sẽ nói nó ở cái mức độ nào trong cái hệ thống tri thức đó. Quý vị hiểu không? Thì lúc bấy giờ đó quý vị đã xây dựng nó thành một hệ thống rồi đó. Và khi mà nói ra như vậy đó, quý vị biết rõ nó còn bị khiếm khuyết chỗ này nè, chỗ này chưa nói nè. Vì sao vậy? Vì muốn nói chỗ này là phải trình bày nguyên một hệ thống này nè, rồi mới nói chỗ này, rồi mới bật lên cái chỗ đó là nó mới rõ ra. Tôi nói chứ chắc không ai tưởng tượng là tôi đang nói cái gì. Cái gì hiểu không? Tại vì đó nó phải là một cái hệ thống như vậy đó, chứ không phải chứ không phải đó là nó đơn giản á, là này nói chuyện đó cái xong cái ồ vậy được rồi, không có đâu, giờ phải ngẫm lại, nó còn lủng đó. Ví dụ như hồi nãy tôi nói tôi trả lời cái câu hỏi cho tôi lên nãy nhiều câu hỏi quá gì à, câu hỏi sắc xanh đi, câu hỏi sắc xanh của cô Đào này có hỏi thì trả lời đó, trong cái sự cho phép về mặt thời gian, về mặt dung lượng, về mặt chương trình, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi, còn bị lủng đó, nó còn bị lủng trong cái hệ thống tri thức của nó đó. Tôi biết được đó, cái chỗ đó đó là chưa chưa có bung ra được cái đó, mà muốn nói cái đó đó là nó phải trang bị một đống kia kìa, trang bị một đống kia kìa, phải biết một đống kia rồi tôi mới nói được cái chỗ đó, nó mới bung ra được. Còn nếu như chưa có trang bị một đống kia đó mà tôi bung cho tôi nói cái chỗ đó, ta đâu hiểu đâu, người ta không hiểu gì hết. Mà không hiểu gì hết thì không thấy có lý, người ta đâu có thấy có lý được, tại vì người ta đâu có được trang bị đâu. Thành thử ra tôi phải chỉ có thể nói được trong phạm vi của cái khả năng tiếp nhận của mọi người mà thôi. Thì cái kiến thức nó phải là một hệ thống như vậy đó, cái kiến thức nó phải là một hệ thống. Và khi mà đụng một vấn đề đó, quý vị biết rõ quý vị đang dùng ở cái mức độ nào của cái hệ thống đó, và lên tới cái mức độ nào là cái hệ thống nó được bung rộng ra hơn, nắm hết tất cả nhiều đó là quý vị đang ở cái mức kiến thức bậc hai chứ không phải bậc một, hiểu ha? Về biết chết à, mình đi đâu à, phải học cả hệ thống, đúng rồi, phải học cả hệ thống, tức là phải biết có những cái đó mình trả lời đó cho người ta đó, nhiều khi mình không có thèm trả lời. Thành ra tôi đó, tôi đọc đó trong Nikaya đó, tôi thấy có những cái Đức Phật không có buồn trả lời đó, tôi thiệt là thông cảm với ngài dễ sợ vậy đó. Có những cái trả lời không có được, phải trả lời, mình kêu mình đi học hết siêu lý luôn đi rồi mình trả lời được cái câu đó. Chứ mình làm sao trả lời được một cách mà bây giờ nó hỏi một cái câu á mà ta nói nó khó như quỷ vậy đó, mà kêu thì trả lời sao cho dễ hiểu, lấy cái câu khó nhất đem ra hỏi rồi kêu trả lời sao cho dễ hiểu nhất, ở đâu ra vậy? Người ta học bạc đầu xương gió rồi mấy chục năm trời người ta mới trả lời được cái câu đó, người ta mới hiểu. Nay để đem câu đó vô cái thầy trả lời ngắn gọn cho con hiểu liền, ở đâu ra? Không có.
Ở nó phải là một hệ thống tri thức, và mình phải nắm được hệ thống tri thức đó mình mới hiểu nó đang vận hành tới đâu, phải biết cái đó. Sâu rộng. Như cái gì còn học môn này môn kia, thì được trả lời, còn cập nhật các câu trả lời. Hệ thống trong hiệp thế với siêu thế có bị mâu thuẫn với nhau không? Không, hay chỉ là mình phân loại nó ra riêng biệt. Cái này ha, cái này cái có nghĩa là cái cấp độ đó. Thí dụ như bây giờ thì hỏi con chứ cấp độ tế bào có mâu thuẫn với cái cấp độ nguyên tử không, nguyên tử phân tử không, rồi có cấp độ nguyên tử phân tử có mâu thuẫn với các cấp độ hạt cơ bản không, sao mâu thuẫn được, nó nói là sự chia sẻ đi vô, nhưng mà các quy luật thì nó mâu thuẫn nha. À, cái đó nè, phân biệt ra nha, pháp quy luật và pháp bản thể, cái này cũng nói rất nhiều các cái bên các môn khác nhau đó, mà cứ lộn xà quẩn nhau hoài không hiểu nổi. Pháp quy luật nó khác pháp bản thể nó khác, quy luật nó sẽ bị thay đổi đó. À, mà quý vị có tìm hiểu Einstein không, cái thuyết gì của Einstein nè, cái thuyết gì, thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp. Quý vị có biết là hai cái thuyết đó là nó bị mâu thuẫn với nhau không? Thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp nó bị mâu thuẫn với nhau đó. À, chỉ tìm cái này thôi, về tìm hiểu thêm đi ha, về cái đó. Thì các pháp quy luật nó có thể mâu thuẫn nhưng pháp bản thể thì không mâu thuẫn. Hai pháp quy luật. Mà cái này xin thưa quý vị, chỉ có vô siêu lý mới có thôi. Quý vị kiếm chơi chết luôn trong khoa học đương đại, không có cái chỗ nào có hết trơn á. Nó không có phân biệt được cái bản thể và cái quy luật là nó không có phân biệt ra. Trong siêu lý phân biệt rất rạch ròi ra pháp quy luật riêng, pháp bản thể riêng. Pháp bản thể thì không bao giờ nó bị thay đổi gì hết, bản thể nó là nó phải như vậy đó. Nhưng mà quy luật đó, quy luật hiệp thế nó khác mà quy luật siêu thế nó khác nha. Quy luật hiệp thế khác, siêu thế khác. Thí dụ nè, cái quy luật nhân quả trong hiệp thế đi chẳng hạn. Thì một nhân có nhiều quả, một quả có nhiều dân, nó tá lả một bệnh trong đó muốn nhận nhận ra quả quả. Nhưng mà trong siêu thế không có nhân chỗ quả, nhân chỗ quả đơn trị đàng hoàng, nó là ánh sao một một chứ không có vụ lộn sao ngầu rồi nó chỗ tầm bậy tầm bạ, chỗ tầm lum tầm la rồi sao được, đâu có cái quy luật nó đảm bảo chính xác tuyệt đối chứ không có vụ mà lộn 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 được. Cái gì vậy, kịp cái đó không? Cũng giống như đó, ở trong cái đời thường của mình á, ở trong cái đời thường của mình, cái sự sắp xếp đó nó có thể lộn sao ngầu được, nhưng cái sự phân bào ở trong cơ thể mình có lộn sao ngầu được không? Lộn sao ngầu sao được, bắt buộc nó phải tuân thủ theo cái quy tắc của nó. Thành thử ra đó, mỗi một trong cái không gian nó có cái quy luật của cái không gian đó, và giữa các không gian nó có các quy luật đôi khi bị mâu thuẫn với nhau, chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng pháp bản thể thì không mâu thuẫn nè. Đó, cái đó đó à, việc triết học hôm nay đó, cho nên thành ra cũng nói cái chỗ này thêm tí như vậy. Hay có thể hiểu là các nhánh của hệ thống tri thức đó đều có đụng tới cái gốc, và dĩ nhiên phải đụng gốc rồi con. Tội nghiệp không, chạy đi kiếm luôn đó hả? Ôi, cái đoạn đó là cái đoạn gì vậy? Câu trên chuyển khởi ha. Tương quan. Của Kiệt có cũng có cái đưa cái bên cái yếu tính bên thần học á. Thành thử ra đó, quý vị mới cần thấy đó là mình cần có cái hiểu biết đó, nó rộng hơn xíu và nó có cái tính hệ thống hơn xíu để mà giải quyết đó vấn đề, nó được sâu, nó được đi vô trong cái bản chất, chứ không phải đó đi ở trong cái ngọn, chứ không phải đi ở trong cái ngọn như vậy đó. Mà khi mà mình đi theo cái hướng mà suy lý kiểu như vậy đó thì mình mở cái vấn đề nó rộng trên nhiều chiều kích lắm, không có bị hạn hẹp, không bị càng hẹp, mình chấp nhận được những cái tính bất toàn ở trong các cái thứ mà mình vốn chỉ cho rằng là đúng xưa kia đó, mình cho rằng đó cái điều đó là đúng đó, nhưng mà khi mà mình suy lý đó tới một cái mức độ nhất định cái mình mới chấp nhận là nó sai, nó bị sai, tức là mình bỏ nó vô trong một cái hệ thống. Quý vị hiểu không ta? À, quý vị á, giờ tôi mô tả như là cái hạt óc chó đó, biết cái hạt óc chó không?
À, cái hộp út chó đó, ở bên trong nó là có cái hộp, bên ngoài nó cái vỏ. Mà mình nhìn vô đó mình đâu có thấy cái ruột trong đâu. Bây giờ cái hệ thống đó, tôi có một cái lồng như là một cái hệ thống này mà quăng cái hộp ốc chó vô trong là cái lồng đó nó quay rồi nó văng cái vỏ ra hết, chỉ lồi cái hộp lên. Quý vị kịp hả? Cái tri thức mà có tính hệ thống nó phải vậy đó. Quý vị lượm bất kỳ một cái gì quý vị quăng vô nó sẽ trả về cho quý vị đúng bon cái bản chất của nó. Thì lúc bấy giờ quý vị đã có cho mình á, set up cho mình được nguyên một cái hệ thống tri thức quạt hai. Thì những cái vấn đề ngoài đời thường đó quăng vô là nó lòi ra trơn à, nó không có chốt được cái đường nào hết á. À, là một hệ thống thống đó kính chiếu yêu cực xịn, đưa vô cái là trả gì cho cái ruột liền, đưa cái hộp mà trả gì cái ruột này sướng vậy đó. À, thoải mái vô cùng. Nên cố gắng mình đi sắm cái kính đó nha, mình lên một câu đó Tiki đó, nào nó giảm giá đó cái mình mua. À, hấu Tân kìa, Tân này nó chuyên gia đó, mối của bên Shopee. À, không, chừng nào giảm giá nó mua cái hệ thống nó về cho. Như cái sàn gạo đó. Thì cũng được đó con. Hiểu ha, quý vị hiểu được cái ý của cái câu này ha. Vậy thì cái chỗ đó mà chỉ sống cái lý cuối cùng á, đời mình mà không có thì giờ đó, chỉ sống với cái lý cuối cùng của đời mình mà không có thì giờ và phương tiện, thì nó có hai, thì giờ với phương tiện. Thì giờ thời gian bận sao mà cho nó đáng đó nghe ha, bận mà không có đáng á thật là không đáng để bận đồ. À, sống trên đời vô nghĩa. Dụng cụ tách hạt rồi hệ thống tách vỏ nữa ha. Cái thì giờ và cái phương tiện, thì giờ mình không tốn cho cái này thì tốn cho cái kia, cái luôn luôn đó nó có nhiều đó hà. À, nó luôn luôn đó có nhiều đó hà, nó đâu có cái chi khác được, ngày đâu có ra được 25 giờ. Nhiều khi tôi cũng ước ao vậy đó quý vị, tôi ước ao đó một ngày đó mà mặt trời đó họ quay đó, mặt trời mà quay đó một ngày mà cỡ chứ là 50 giờ rồi đó, trời mình dạy một chợ được biết bao nhiêu luôn, sung sướng cuộc đời luôn ha. Ngày quay có 24 giờ, quay qua quay lại cái 12 đêm rồi. Hết giờ rồi. Ồ, không có kịp mà học cái gì hết trơn á. Trời ơi, uổng gì đâu á. Có gì thấy mình tiếc lắm. Mình còn nhiều cái mình chưa có học được đó, chưa có đọc được đó. Cái hôm nay đó, sách vở này nó còn cũng còn tá lá mình hết đó. Ở trong phòng mà chọn được một chút xíu á, chừng đó được một tuần trống à. Cái bắt đầu đó, cái tuần sau cái là đầy sách trở lại nữa. Nó đầy sách trở lại. Ồ, đủ thứ để mình học hết trơn ấy đó, tùm lum hết rồi, quay qua cái nào mình cũng bị ngu dốt mình không biết, không có thì giờ, không có thì giờ, uổng vậy đó. Cho nên quý vị ơi phải biết thương mình nha, phải biết thương mình, phải biết dành cái thì giờ ngoài cái thời gian đó mà mình nuôi cái mạng của mình, thì quý vị cũng nhớ dành thời gian để mình sống nữa, mình còn thời gian cho cái đời sống tinh thần của mình đó. Mình có là 24 giờ thôi. 8 giờ mình ngủ rồi, 8 giờ mình đi lao động để mình nuôi sống mình, còn có 8 giờ thôi. Phải biết sử dụng 8 giờ đó một cách có ích lợi nghe. Hãy như bạn Tốt nè, không, Tốt sử dụng 8 giờ đó một cách cạn kiệt luôn. Nên bây giờ là bây giờ sắp quéo rồi. Giờ nhỏ sắp quéo rồi. Trái đất quay chậm đi, thì sống lâu hơn. Vậy đó hả? Sẽ tới cái ngày đó ha, 25 giờ ngày ha. Cho nên mình chờ hy vọng đi, hy vọng đó tới lúc đó đó con nhớ là kiếm thầy nghe, đặng mình học bổ trợ con, chứ sẽ tới lúc đó con đừng có đi đú đởn bên Trung Quốc nha. Rồi cái cho con quên á, con quên cái khúc cuối, con nhớ khúc Trung Quốc không qua bển rồi coi như không có cơ hội mà con học đâu nha. Vậy thì hai yếu tính nha, thứ nhất là thì giờ, thứ hai là phương tiện. Thì đồng ý phương tiện, nhưng mà thiệt ra nó còn một cái yếu tính nữa đó, theo đố quý vị tìm ra đó. À, trong khi tôi giảng cái này quý vị tìm cái kia đi. Hai cái phương tiện đó là những cái đó là hỗ trợ, là tài năng không bằng tài liệu. Xin thưa quý vị, tôi không có tài liệu tôi đọc thì thôi cũng dẹp luôn đi, tôi không bao giờ có những cái sự hiểu biết.
Tài năng thì tài năng nhưng mà phải cần tài liệu. Không có tài liệu rồi mình học cái gì? Không có tài liệu mình đọc cái gì? Giống như tôi dạy quý vị đây cũng phải có tài liệu. Giống như đó, ông Nguyễn Văn Trung đó, ông không có soạn cái này thì tôi cũng phải lụm tài liệu khác à để mà tôi dạy à. Chứ không có tài liệu làm sao được. Thành thử ra quý vị thấy sách vở quá trời. Tốn tiền mua sách vở không à. Nói để thôi dành tiết kiệm. Tiết kiệm đang xây cái làng mình ước mơ vậy thôi. Mà dĩ nhiên là không được rồi. Cái mình để đó vậy đó. Nhưng mà đó cái quay qua cái chỗ sách này à. Cái cuốn này hay nè. Cái cuốn này có nội dung đó nè. Nó có cái gờ khỏe mùa. Quay qua quay lại. Tháng nào đó hết rủi tháng đó thì vô thư viện không à. Nó vô thư viện không à. Nó vô thư viện nó nằm trống không vậy đó. Quay rồi sách này, sách kia, sách nọ ha. Trời đất ơi, mà bây giờ mà đụng sách trước 75 là coi như nó quéo rồi đó. Rồi sách trước 75 đó, giống như cô My á, soạn bài đó. Thấy cái gì trong đó nó cũng có hết á, cho mình không có nó thôi. Cái gì cũng có trong đó, còn mình không có nó thôi à. Thành thử ra đó, quý vị mới thấy phải rất cần tài liệu. Nó là phương tiện. Rồi đó, tài liệu không đủ không? Không đủ. Mà bây giờ tôi ngồi đây mà tôi hướng dẫn cho quý vị đó. Bây giờ tôi mới vừa nghĩ tới cái chuyện mà tôi nói đó là đói đó. Cái tôi thấy đói rồi. Mà đó, mà mình đói, mình khổ, mình mưa, gió, bão, bùng. Không có điện, đốm, không có internet. Ngồi dạy nổi không? Đâu có. Đâu thể nào đó mình ngồi đi xây dựng cái hệ thống tri thức, hiểu biết bậc hai rồi đó. Mà tao nói ngồi đó, thở không ra hơi. Ngày chưa húp được miếng cháo nữa. Thì thôi dẹp luôn, không có được. Lật cuốn sách đọc cái nó khỏi đói. Trời đất ơi, phải như vậy là tôi nói là sung sướng cuộc đời rồi ha. Là ở đây là tôi là dạy free hết, tại vì sách tôi nhiều lắm. Tôi lật mỗi ngày thôi. Tôi khỏi còn phải thu học phí vậy trơn, thiệt tình nó thoải mái gì đâu. Ước mơ ha, ước mơ thôi. Đó, thành thử ra đó quý vị thấy phương tiện nó nhiều lắm. Mà còn một cái nữa mà quý vị có nhắn lên đó ha, quý vị có nhắn lên đó, người nói là trí tuệ, người nói nó là mục đích ha. Rồi có ai nói gì khác nữa không? Hết rồi hả? Vậy thì cái nó là cái gì? Vậy nó là cái gì? Có phải ai cũng làm được không? Có phải ai cũng làm được không? Có ai cũng làm được xây dựng cho mình được một cái hệ thống như thế không? Mà cái những cái quý vị nói nãy giờ trên đã đúng hết rồi đó. Nhưng mà tôi muốn một cái từ khác nó có tính bao quát hơn. Tổng hợp hết trở lại. Nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó là cái gì? Ok, cái nó là năng lực. Nó là năng lực. Hạnh nguyện cũng phải có năng lực mới hạnh nguyện được nha. Chứ người nhị nhân đó, cái năng lực của họ không có để mà hạnh nguyện được. Quý vị thấy vậy đó, cái năng lực rất là quan trọng. Mình đừng có nghĩ ai cũng có thể xây dựng được cho mình một hệ thống tri thức bậc hai như vậy. Không được quý vị ơi. Phải chấp nhận. Phải chấp nhận. Chấp nhận rồi mình phải tìm. Mình có những cái giới hạn. Mình có những cái giới hạn vậy đó. Tôi cũng như vậy. Tôi cũng phải chấp nhận làm gì? Đi học người ta. Mình phải đi học chứ. Mình phải chấp nhận mình học chứ này đó. Rồi mình mò 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 cái mình thấy không có rõ, không có hiểu biết, không có sáng. Đọc sách liền. Mở đi cái da ra coi. Trời ơi, mở Bách Thanh Á ra tra. Đọc vô sáng rõ ra. Nhờ năng lực mình không có đủ. Mình có phương tiện không có. Không có phương tiện thì sách ở đâu mà tra. Phương tiện đó. Rồi thì không có thì giờ. Thì giờ lo đú đỡn chỗ này chỗ kia, nay mũi né, bữa nào hòn trong gì đó. Rồi thì giờ đâu mà tra. Ha, mình phải có thì giờ, có phương tiện. Mình có thể không có năng lực. Mình thiếu năng lực thì mình tra cứu, mình bù đắp. Mình học hỏi, bù đắp. Cái đó là bù đắp đắp được nhưng phải cũng có chút ít. Ha, cũng có chút ít. Những cái năng lực tối cơ bản phải có. Chứ mình không có đòi hỏi là phải có năng lực mà nó xịn sò tột cùng luôn. Thì thôi cái đó thì mơ rồi. Rồi. Thì chị quý vị được cái đó chưa à? Ừ, thấy bé Tân đang nhắn ha, chắc hỏi gì đó.
Cái năng lực thì nó bao hàm lên tất cả những cái yếu tố mà quý vị gửi lên đó ha. Nghe, từ ý chí rồi kia rồi đó. À, nhị nhân thấy tam nhân hả ha. Được con, trời dữ đẹp ha. Vô đó, mày kêu kêu nó vô học bổ trợ nè. Biết liền à. Trời, sách đậu vô học bổ trợ biết liền à. À, nó vô đó, nó vô học bổ trợ đó, nó học xong một cái bữa nó ra đó, mình thấy đó trên đầu nó mấy con vịt nó bay. Con vịt nó bay 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 trên đầu đó. Biết nó nhị nhân rồi đó. Nó không hiểu gì chứ. Nó không hiểu gì chứ. Nó nghe nói tiếng Việt cho người Việt nó không hiểu gì chứ. Tăng có hiểu không? Tăng có hiểu không? Chuồn chuồn này mà không có tính ha, phải bự như con vịt vậy đó mới tính. Họ không có cái năng lực đó để động não. Cái nhị nhân đó tức là họ chỉ có hai cái nhân thiện thôi. Đó là cái nhân tức là gì? Tức là một cái hệ cơ sở đó. Cái này tôi bay qua tôi nói toán xíu đó để quý vị mường tượng cho nó dễ. Để xây dựng được cái không gian Euclid hai chiều, mình cần hai cái bộ vector đơn vị là vector i và vector j. Thì hai cái bộ vector đơn vị nó cấu trúc lên thành một cái cơ sở trực chuẩn. À, cái cơ sở trực chuẩn đó đó nó gọi là các cái hệ thống cấu thành nên không gian đó. Tương tự với không gian ba chiều thì cái hệ cơ sở trực chuẩn của nó là y z k lần lượt vuông góc với nhau. À, thì bây giờ đó ở trong Phật học cũng y rang như vậy, một hệ thống toán học cao cấp thôi. Thì lúc bây giờ đó để cấu thành một cái gọi là thiện thì nó cũng phải có cái hệ cơ sở của nó. Một cái hệ cơ sở của nó đó chính là ba cái gọi là vô tham, vô sân, vô si, là ba cái nhân. Nhân tức là cái gốc rễ, cái nguồn căn đó để mà xây dựng lên cái không gian gọi là thiện. Thành thử ra đó ba cái đó gọi là tam nhân. À, nhị nhân mất đi một chi trong đó, tức là không gian ba chiều nó trở thành không gian hai chiều. Tức là không gian hai chiều, tức là mọi cái sự suy lý nơi không gian ba chiều nó trớt quốc chừng. Cái gì được không? Bởi không gian ba chiều có khái niệm mặt phẳng. Vô hai chiều rồi mặt phẳng gì? Nó luôn có mặt nó luôn rồi còn gì nữa đâu mặt phẳng. Nó mất cái tiêu rồi, nó không thể tư duy được. Nó không thể tư duy được như không gian ba chiều, tức là nó mất đi cái nhân vô si, tức là vô si là trí tuệ đó, nó mất cái yếu tính đó. Thì lúc này đó là từ ba chiều nó gập xuống còn hai chiều à, từ ba nhân người ta tư duy được trên bình diện hết rồi, nay đó là họ tư duy trên có hai cái nhân thôi, vô vô tham, vô sân, vô si họ không có rồi, làm sao được, thiếu cái nhân đó rồi. Thì cái đó gọi là nhị nhân. Nhị nhân à, cái gì quá trời vậy nè. Cô đào dạy anh văn với dạy toán luôn à, nên cả hai là đó. Không, xin rồi mình dạy anh văn rồi dạy toán rồi dạy tùm lum nữa, phải ghi lên hết luôn cho cho tân đó mở mang. Chứ đừng có nghĩ đó, và mình chỉ có nhiêu đó thôi. Không, mà giống như đó tôi đang dạy triết vậy nè, chứ tôi học sư phạm toán đó. Được nghe tấn đây, nhị nhân tam nhân ha. Thành ra đó quý vị đó, bên toán đó quý vị bay qua Phật học đó có nhiều cái nó hay lắm, nó dễ hiểu, nó dễ hiểu lắm. Và dĩ nhiên toán này không phải là toán mình học bài giải à, cái này phải phải suy luận. Mà nghe đồn tốt cũng mê toán gì lắm á, phải không ta? Toán hình luôn ha. Xỉn ơi, tư duy trừu tượng tốt nè. Mê toán hình là phải có tư duy trừu tượng nha. Bữa bữa sau thử. Ừ, thích thôi hả? Tại vì bữa nay đó là long thể bất an đó cô My, hồi nãy ta có nói đầu tiết rồi. Lần này long thể bất an, thông cảm cho nhỏ.
Bến nó cười bến mà nó nhức tưng tưng bến kìa. Tới đâu rồi, cái lý một cách có hệ thống rồi. Dự trù tính món gì vậy không? À vậy đó hả? Ở cái phần đó đó, nếu mà có chung với cô Tiền á, cô Tiền làm gì thì ăn đó thôi. Có nhiều khi cô Tiền quên á cái thì mình ăn mì. Tại vì có nhiều khi đó mình cô Tiền hợp với cái nhà máy tá đó, mà hợp xong cái cô Tiền nó ăn hết nổi rồi. Cái tự xử đi. Cái mình nấu mì thấy vậy xong rồi nó trễ đâu có còn kịp gì nữa đâu. Vậy đó, cái thành ra nhiều khi mà thầy cũng phải cầu nguyện lắm cho cái nhà máy tá nó ổn ổn á, thầy còn có cơm ăn. Chứ mà hợp với cái nhà máy tá xong cái ra cái tự xử đi, đó là phải ăn mì. Cái ăn nó cũng đơn giản mà đâu có sao đâu, thầy dễ dễ nuôi cái đó lắm, không không có khó khăn. Còn cái chuyện tính toán đó thì ai mà cần mà sống để cho có cái sức khỏe bền lâu đó thì cứ nhắn thầy chỉ cho, thì sắp cho cái thực đơn chạy cái đó hồi xưa thầy mặn rồi, thì ngồi thì tính hết rồi âm dương ngũ hành đó rồi vô hết rồi rồi nọ kia đó, cho trường sinh bất tử luôn. Hồi xưa đó thầy tính hết rồi, thầy có hết cái đó rồi, ai cần đó thì thầy chỉ cho, giờ thì cái đó thầy không cần nữa rồi. Nên thấy đó thì cho thoải mái. Rồi đó mình vô cái đoạn sau đó mình hết hết cái thời gian, có ai hỏi gì đó mình hỏi nghe. Rồi cái kiến thức ở ở cấp bậc thứ hai, đây thầy đi vô cái kiến thức bậc hai xíu. Chắc quý vị hỏi riết cũng ngán, hỏi riết tốt nó nhức đầu tội nghiệp. Thôi thầy ghi bài cho đỡ. Nhiều khi thấy thương, để học tới mười mấy môn rồi. Nhiều khi mình phải cưng chứ, không cưng rồi rồi mới chịu ai học nữa, rồi mình lấy ai dạy. Rồi phải cưng học trò chứ. Chứ hồi là sao có ai học đâu. Kiến thức ở cấp bậc 2. Kiến thức ở cấp bậc 2 không có công dụng trực tiếp, không có công dụng trực tiếp, không có công dụng trực tiếp với đời sống hàng ngày, với đời sống hàng ngày. Ồ ông này ông dùng cái từ hàng ngày đúng là đúng ý ký nè. Tính chất đặc biệt của nó là tư duy, tính chất biệt của nó là tư duy, là tư duy. Suy nghĩ mối liên lạc, suy nghĩ mối liên lạc giữa các sự việc, giữa các sự việc để lĩnh hội lấy cái ý, để lĩnh hội lấy cái ý và cái lý, và cái lý sau cùng của chúng. Trời ơi hay quá. Ý tưởng hết sức là hay, tuyệt vời. Chắc này nhiều này là không đi nổi nữa đâu, tới đây thôi. Đó. Gì đó gì mà comment quá trời vậy. Thôi tôi đúng ý ký ha, không có, tại vì thầy thường thầy dùng sai cái chữ đó đó, thầy dùng hàng ngày không à, thầy hiểu quen đó dùng hàng ngày hồi đó giờ đó, cái nó bị sai cái đó đâu có biết đâu, ký sửa cái chỗ đó lại thành hàng ngày nó mới đúng. Cái mới sửa lại thành thành ra đó thầy ra cái ông này nè, cái thầy mới nói đó đồ này là ông này ông dùng đúng ý ký nè. Đó là cái chỗ đó là do cái tích truyện nó như vậy, hiểu không?
Hiểu rồi ha. Cái kiến thức bậc 2 đó quý vị, ở đây ngài trình bày ra đó hay hết sức hay luôn vậy đó. Nó không có công dụng trực tiếp trong đời sống, thiệt sự là như vậy. Hồi nãy tôi nói cái bài toán 2x chia 4 bằng 0 đó, nó đâu có công dụng gì trong đời sống đâu. Nó không hề có một cái sự dính dáng nào trong đời sống hết á. Mà đụng cái chỗ đó cái tôi lại thấy thương. Tôi thấy thấy thương cái gì á mà tôi đang đang dạy môn toán lớp 6 nè. Hồi sáng này đó, hồi sáng này đó dì học chung với mấy đứa nhỏ tội nghiệp quéo hết trơn. Tại vì đó mấy đứa nhỏ nó làm tào lao. Bà Bảo Ngọc đó, trời ơi, nó học toán mà nó làm tào lao không. Tôi la cho một hơi. Trời ơi, xong cái gì quéo luôn. Cái gì quéo luôn. Thế có bao nhiêu đó học tới lớp 10 rồi mà không có biết cái gì hết trơn đó. Vuốt rồi thấy sợ vậy đó. Tìm tìm ít đó, tìm cái chữ C đó. Tính ra đó trong cái phương trình bậc nhất, đi tìm cái chữ C trong cái viết phương trình đường thẳng AX cộng BY cộng C đó. Bằng không đó, thế ít thế y vô rồi thế được hết rồi cái tìm chữ C đó. Mà cái bả ra C bằng âm 26. Cái bả nói với tôi đó là mà cô con nói á, là ra C nè mình ghi vô đó mình phải đổi dấu đó lại. Chịu nổi đời không? Cái tôi nói, ủa ở đâu ra vậy? Em muốn đổi đổi muốn làm vậy? Ở đâu ra muốn đổi đổi vậy? Con mà nó cứ cãi nó bảo cô con bảo đó mà ra rồi mình phải đổi dấu cho lại. Ôi là trời, thành ra nguyên cái buổi sáng tôi ngồi tôi dụa. Tôi dụa cho em quá trời luôn, làm chất quá. Trời đất ơi, hóa ra em bị cái bệnh gì không biết không quý vị. Tức là đó, em tính ra đó mà em quên là em đang giải cái phương trình đó chữ C chính là chữ X em không biết. Hồi đó giờ đó em giải chữ X không à, bây giờ giải chữ C em lạ. Em không biết cái đó là chữ C. Cái em ngồi đó em tính đó là trừ 26 cộng C bằng 0, em không có tính. Em thấy ra đó là trừ 26. Cái em nói đó là cô em dạy trừ 26 đổi lại thành là cộng 26 mới được. Bởi là trời chuyển giới qua thành là cộng 26 rồi. Mà em không có chịu, em nói cô em dạy là phải đi chỗ đó nó bỏ dấu ngược như vậy đó. Trời đất ơi, thành ra xong nguyên cái buổi sáng tôi ngồi tôi dũa em quá trời luôn rồi. Chuỗi ngu dốt đủ hết các kiểu luôn. Tới qua cái cổ hỏi bài mà cổ hỏi rất là chi là rất chi là khép nép luôn. Rất chi là khéo nói luôn đó. Mà cũng nói đây đó là không có dốt ở này, đây là me luôn rồi. Đây là me luôn rồi, hết dốt rồi. Tại giờ biết sao cổ nói vậy không? Ta nói có cái bài đó là biểu diễn số tự nhiên, dạy 3 buổi rồi. Dạy 3 buổi rồi, có cái bài mà biểu diễn số tự nhiên đâu. Thấy thương dễ sợ, thấy thương dễ sợ luôn. Tại vì quý vị biết đó, toán nó đâu có ra thực tế đâu. Nó đâu có đi ngoài thực tế. Nó tư duy ở cái cấp độ á, là cái cấp độ hình thức. Chứ nó không phải tư duy trên cái cấp độ thực tế. Thành thử ra đó. Ổn không cô? Ổn. Được rồi, thầy hiểu rồi đó. Hiểu rồi quay ra cho ra bài khác. Rồi sao ha? Làm sao? Tại vì cái bài nó khác với cái bài hồi nãy rồi. Nói hết sức chứ đúng luôn. Cái bài nó khác với bài hồi nãy rồi. Nó hết sức đúng luôn. Tôi chỉ nhìn hoa mỉm cười. Nhìn hoa. Cái bài nó khác với cái bài hồi nãy rồi. Vậy đó, nhưng mà được cái cũng kham nhẫn, được cái đó kham nhẫn, cũng cố gắng vậy đó nha, cũng cố gắng làm quyết liệt hết vậy đó. Đi học á là có cuốn tập nháp riêng, chép vô đó là sập nháp không à. Cái trình bày đó nói ủa sao 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 cái chỗ này cô ghi đây sao gạch gì gối nùi vậy, tùm la hết. Không không thầy, cái này đó tôi cô gì chép chập nháp mà giờ tôi chép vô cuốn này nè, đem cái cuốn ra để trong trong cái vỏ đàng hoàng nghe đẹp đẽ vậy lắm vậy đó. Đem cuốn tập nháp học ơi là trời cũng rảnh á. Cũng rảnh nó về đó vì chép lại trong tập này. Vậy đó. Mới vậy đó. Cái giờ thấy đó, thấy cái đâu có nở la, đâu có nở la, trời ơi cưng quá mà. Không có sự mà hiếu học
Tích cực như vậy đó, thôi vậy cũng được. Cái lên bảng giải lại cho bài mới giải nữa. Cái hoài đó, ba buổi nay có nhiều sao quân tôi nghiệp lắm, tại vì toán đó quý vị, nó ly khỏi thực tế, trừu tượng không hà. Mặc dù đó là kiến thức lớp 6, mặc dù kiến thức lớp 6 đó, nhưng mà nó cần có cái sự lanh lẹ, cần cái sự lanh lẹ đó, quen thuộc với tri thức rồi đó, thành ra đó mình vô đó nó dễ lắm. Còn này nó khó, đưa quy trình vô đó trừu tượng hồi là chịu không nổi, trừu tượng chịu không nổi. Được không? Được rồi đó, từng bước hiểu, buông ra nguyên hệ thống, quên rồi vậy đó, quên rồi, lộng cộng đó, lộng cộng bước trước bước sau lộng cộng vậy đó, thấy thương ơi là thấy thương luôn vậy đó, mà vẫn cố gắng nha, ngồi làm quyết liệt hết trơn vậy đó. Hơi giống cô Mì hồi xưa hả? Ừ, để bữa sau tôi nhắc cô cho ha, coi chừng mất tập. Tượng đó, nó đụng vô toán đó là đụng vô trừu tượng không à, thành thử ra đó nó uổng vậy đó. Mà cái kiến thức bậc hai đó là toàn trừu tượng không, toàn trừu tượng không. Mà quý vị đó mà nó xịn xịn được bên toán đó nó đỡ lắm, thiệt sự là như vậy. Quý vị đó mà xịn xịn được bên toán đó là ôi trời ơi, nó nhanh lắm, học mọi thứ đó nó nhanh nhẹn mau lẹ vô cùng luôn. Mà yếu toán đó học cái chi đó nó cũng khó hết á, chậm lắm, đi vô mà cần cái hệ thống đó là chậm cực kỳ luôn à, bị cản trở đủ hết các kiểu rồi đó. Thành ra cố gắng học luận lý đừng có bỏ ha, cố gắng học luận lý đừng có bỏ, tại vì luận lý nó là đi trực tiếp về toán đó, phải phải thiệt là cố gắng lên ha. Mà nhìn cô đó, nhìn gì đó à, dì kêu xưng bằng dì, đừng có xưng bằng cô, dì không có chịu xưng bằng cô, dì nói đó cô là phải dạy người ta đó, mà dì đó không có dạy ai trơn á, dì thấy dì còn ngu lắm, dì không có dạy ai hết á, đừng có kêu dì bằng cô, dì thấy kỳ lắm, kêu dì thôi. Có lý do hết à, có lý do hết à, thấy cũng hay, hợp lý, chấp nhận thì đó, sao dì không mà không có kêu cô. Mà lâu lâu nó cái quên cái phải đổi lại gì nghe, cũng tương tự như vậy đó. Thấy đó là cái người đó mà người ta lớn tuổi như vậy đó quý vị, 50-60 tuổi rồi, tóc bạc rồi, bạc mà tôi cũng tóc bạc mà quên, thôi mình bỏ cái tóc bạc qua đi, 50-60 tuổi đi. Mà đó người ta vẫn cố gắng người ta học vậy đó, mà có những người ta nói trẻ khỏe mà lười biếng, trời đất ơi là trời, chịu nổi đời không? Cho cái đó là đâu có thể chấp nhận được, đó là cái không thể nào mà dung tha thứ gì được hết trơn, không kế bên mình luôn một cái gương á, điển hình phải không, ta già cả lụm cụm cố gắng ta học, mình trẻ người điều kiện sức khỏe đủ thứ có hết trơn không học, trời ơi đáng tội chết chưa, muôn đáng tội chết vậy đó. Nhớ đó mà cố gắng mình học ha, đừng có lười biếng nữa chưa. Anh ra đó phải thật sự cố gắng. Không biết không có tội là sai, ừ đúng rồi con, không biết không có tội là sai, đúng rồi đó. Tại tôi không biết à, nó hai tội lận, cái tội ngu nữa à, cái mình làm sai cái đó là một tội, cái tội mình ngu nó là hai cái tội. Mà qua thầy đó thầy chới thêm một cái tội nữa, là thêm cái tội là tội để cho mình ngu, cho thêm cái tội để cho mình ngu nữa, cho nên nó thành ra tội dữ lắm, tội luôn, không biết là chúa tội luôn đó, được chưa? Người ta lồng lộn lên. Người ta lồng lộn lên đó à, người ta lồng lộn lên thì mình nói một cách nhẹ nhàng thôi, mình nói nha, thì lồng lộn lên đi rồi chắc hết ngu à, rồi thế mình nói nhẹ nhàng vậy thôi, cái người ta nghĩ lồng lộn với mình luôn, người ta bỏ đi luôn. Người ta bỏ đi, người ta bỏ đi luôn là coi như mình xong rồi đó, hoàn mãn.
à, từ đây không không bao giờ gặp lại. Mà nói gì thôi, cho nên thành ra đó qua tới cái ngưỡng cô mi á là lọc được mớ rồi. Qua ngưỡng cô mi đó là xem như là đỡ lắm rồi. An tâm rồi. Được ha, cho thiệt ra cái chỗ này đó nó còn cái chỗ để khai thác được nữa đó, cái câu này hay lắm quý vị, nhưng mà hết giờ rồi, cho nên nếu mà chưa quý vị mà còn muốn khai thác đó thì tuần sau, ủa không phải, nửa tháng sau à, vô đó cái quý vị khai thác tôi lại câu này nha, thì tôi cũng nói trước là không khai thác thì tôi cho qua. Nhưng cái câu này còn nhiều cái nó hay lắm. Bên ngoài chưa tới trung tâm. Nổ đùng đùng vậy đó, thành ra cẩn thận nha. Vậy thì thôi cũng trễ đó ha, cho nên cho quý vị nghỉ, chứ để bé tốt bệnh nhức đầu lắm rồi, học hồi nữa tội nghiệp, mời em không học nổi nữa, không phải để cho em nghỉ ngơi thôi, mệt rồi, thôi bye bye nha, giữ sức khỏe á, ngủ sớm đi, sao mà ngủ kêu ngủ sớm mà ai nhắn lên nhiều nhiều không vậy ta. À, đi học mà cứ bị tự dán chữ lười lên bản thân ha. Cái đó đó mà mình đừng có rủ họ đi học, coi mình rủ họ làm cái khác, rủ họ làm khác là họ chịu à, bữa nào con rủ họ làm khác đi, đừng rủ họ học, họ sợ cái chữ học thôi, mình chuyển qua chữ khác dễ mà. Bye bye các bạn. Tính hỏi rồi thôi. Luân lý hỏi nha con, để cho các bạn ngủ, nhiều khi các bạn mệt rồi đó. Bye bye. Rồi thôi bye bye đồng bào, tôi chuẩn bị đi tiếp 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 theo đây. Bye bye.